Sáng ngày 8 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2023 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì tại điểm cầu thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy, các đồng chí báo cáo viên thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin chuyên đề những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Hội nghị cũng đã tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.